Ngày 28 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 3 phút có tiêu đề "Dân không có gì mà ăn, mà nhà nước cấp gạo thì tổ trưởng lại giấu mấy tấn gạo", gây xôn xao dư luận. Theo đó, hình ảnh quay lại một nhóm người dân theo một cảnh sát tới một nhà dân khóa cửa kính, bên trong căn nhà chứa nhiều bao gạo chất lên nhau. Tối cùng ngày, lãnh đạo xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận clip lan truyền trên mạng là ở căn nhà của một tổ trưởng tổ dân phố ở ấp 5, xã Bình Hưng. Theo đó, địa phương có vận động nhiều nhà hảo tâm để hỗ trợ gạo cho người dân khó khăn trên địa bàn. Do văn phòng ấp xuống cấp ẩm thấp, không để được gạo, nên đã bảo quản gạo tại nhà tổ trưởng. Trong hôm nay, ngày 29 tháng 8, toàn bộ 2 tấn gạo này sẽ được chuyển đi trao tặng cho 300 công nhân bị vướng lại trong dịch bệnh. Lãnh đạo xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, chính quyền địa phương chăm lo hỗ trợ cho người dân khó khăn. Nhiều người trong đoạn clip đã được Ủy ban Nhân dân xã trao tặng gạo và nhu yếu phẩm.